Q&A số 69, nếu Hakeshin được dòng thần búp sức mạnh có thắng thiên sứ, Vegito powerful với Perot. Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon, đến hẹn lại lên. Ngày hôm nay anh em chúng ta lại ngồi xuống đây và chém gió phần phật cũng như giải đáp về 10 câu hỏi hay nhất và đã được bọn mình lựa ra trong tuần qua nhé. Anh em nào chưa được lên sóng thì cũng đừng nản, hãy cứ tiếp tục đặt câu hỏi bên dưới hay trên các bài viết tại tab cộng đồng của kênh để có cơ hội lên TV vào tuần sau nhé. Và không để anh em phải chờ đợi mòn đít thêm một giây phút nào nữa cả. Nếu như anh em đã sẵn sàng thì chúng ta bắt tay vào việc. Câu 1, câu hỏi đầu tiên trong xoay đáp ngày hôm nay tới từ bạn Gia Khánh Nguyễn Hữu. Achem hỏi, nếu các thần hủy diệt dùng điều ước đốt tuổi thọ như Graula thì có thể hạ thiên sứ không ạ? Vì các thần hủy diệt sống rất lâu, gần như bất tử. Khoảng cách sức mạnh giữa các thiên sứ và thần hủy diệt là rất lớn, dù cho các thiên sứ chưa từng phô diễn sức mạnh của họ trong bất cứ một trận đấu nào trong Birom. Nhưng cứ nhìn cái cách mà hai chị em nhà Vados và Whis một vả đã khiến cho hai anh em nhà Perot và Chamba nằm gục thì có thể nhận thấy độ ao trình của họ so với các đệ tử. Đấy còn là chưa kể, Perot được đánh giá thuộc top đầu sức mạnh của các thần hủy diệt, nên chuyện các thần hủy diệt đốt tuổi thọ của bản thân như cái cách mà Growla và Gaz đã làm để mạnh lên thì vẫn chưa là gì so với các thiên sứ. Nếu như các thần hủy diệt tồn tại từ rất lâu trước đây thì các thiên sứ cũng tương tự, thậm chí có khi họ còn xuất hiện trước cả những Hakeshin kia vì họ là những thiên sứ phụ trách và đảm nhận vai trò chỉ dạy cho các thần hủy diệt sau này. Họ cũng đã trải qua vô số những đợt tập luyện mới có được sức mạnh cũng như khả năng sử dụng bản năng vô cực như ngày hôm nay. Thôi thì cứ đánh giá dựa theo những gì mà Perong đang thể hiện, dù cho có đốt tuổi thọ thì các Hakeshin sẽ không thể đuổi kịp được với các thiên sứ. Câu 2. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Minh Dũng, bạn ấy có thắc mắc như sau. Achem hỏi là nếu Topo hoàn thiện được trạng thái thần hủy diệt thì có mạnh hơn Zeren không? Câu trả lời là không nhé. Tại giải đấu sức mạnh, chúng ta có thể thấy khoảng cách giữa Topo với Zeren là lớn tới mức nào. Trong khi Topo bị Blue Evolution của anh Giao đấm cho lên bờ xuống ruộng thì dạng tóc xanh, khi xanh đó lại chẳng thể làm được gì trước Zeren, không hổ danh kẻ có sức mạnh vượt qua thần hủy diệt vào mốt. Nên chuyện Topo có hoàn thiện được dạng thần hủy diệt đi chăng nữa thì Zeren cũng chẳng hề ngồi chơi. Cho nên chỉ với dạng đó mà Topo vượt qua được sức mạnh Zeren thì lại hơi ảo quá. Có chăng thần hủy diệt tương lai của vũ trụ 11 sẽ rút ngắn khoảng cách với Zeren mà thôi. Câu 3. Câu hỏi số 3 là của bạn Kakarot, đang ở hành tinh của mèo gầy mà lại trốn xuống đây đặt câu hỏi là sao anh khỉ? Anh Karot có thắc mắc như sau. Atrem hỏi, Gohan Beast với Puri ai mạnh hơn và Buu hay Janemba ai mạnh hơn ạ? Tính ra câu hỏi này là hai câu hỏi đi nhé, nhưng thôi vì có thể trả lời nhanh nó. Đầu tiên là kèo Gohan Beast với Puri, ở đây thì Saiyan huyền thoại sẽ là người mạnh hơn. Một số lượng fan đã lầm tưởng với câu trả lời phỏng vấn của tác giả Akira về Cellmark. Cụ thể, tác giả có nói rằng nếu như Cellmark được hoàn thiện thì ngay cả Puri cũng sẽ không thể đánh bại được nó. Tuy nhiên, do kích hoạt sớm, nó đã trở thành một con quái vật không thể kiểm soát. Và đấy, các fan lại lược bỏ một số chữ quan trọng trong câu nói này, đó là Cellmark được hoàn thiện thì mới như vậy, chứ không phải Cellmark trong movie. Nó đã được thả ra từ sớm nên không có chuyện Puri không thể đánh bại được nó. Kéo tiếp theo là Buu và Janemba, không biết Buu nào nữa đây, nên thôi mình gom hết các Buu trong Majin Buu Saga vào đây cả thế nhé. Vì cả hai cùng xuất hiện gần thời điểm với nhau, Janemba chứng tỏ hắn ta có thể trên kèo so với Super Saiyan 3 của Goku. Điều đấy đồng nghĩa hắn sẽ mạnh hơn các dạng Buu trước đó cũng như Kid Buu sau này. Nhưng khi đụng mặt với Super Buu hay Buu Ten và Buu Han thì chắc chắn phải chào thua. Câu 4. Hết bố rồi tới con đặt câu hỏi. Đây là câu hỏi từ Trạng Vương Đệ Nhị Son Gohan. Achem hỏi, giữa trạng thái Blue Universal và Ultra Instinct, cái nào mạnh hơn ạ? Dạng Blue Universal ở đây, ý của bạn là đang nhắc tới dạng tóc xanh Blue Universe Tree Power với năng lượng được hấp thụ từ cây vũ trụ đúng không? Nếu chính là nó thì Ultra Instinct, dạng chưa già đã phun tóc bạc của Goku, không là gì so với dạng tóc xanh này. Bởi vì năng lượng đã hấp thụ từ cây vũ trụ, Goku đã có thể solo ngang kèo với Fu và có thể dứt điểm được hắn ta một lần và mãi mãi. Nói không ngoa thì đây chính là trạng thái mạnh nhất của Goku ở thời điểm hiện tại. Không dừng lại ở việc đánh bại Fu mà dạng Blue với sức mạnh từ cây vũ trụ này, Goku đã có thể phá hủy chính cái cây đã cho mình sức mạnh. Nếu ai chưa biết độ khủng của cây vũ trụ thì mình sẽ đề cập tại đây luôn. Cái cây này có khả năng tạo ra hẳn một vũ trụ mới đấy. Nó được hình thành bởi sự hấp thụ năng lượng từ trên khắp đa vũ trụ và thậm chí cả Perot và Whis đã phải nhờ tới dòng thần siêu cấp thì mới có thể xử lý được cái cây này. Câu 5. Thoát cái đã đi được nửa video rồi đó anh em. Chúng ta cùng tới với câu hỏi số 5 tới từ bạn Manga nhé. Chào anh, cho em hỏi Moro có thể sao chép được tuyệt kỹ bước nhảy thời gian của Hit không ạ? Nếu trận chiến của hai người xảy ra. Được chứ, nhìn chung thì time skip hay bước nhảy thời gian của Hit vẫn chỉ là một tuyệt kỹ, mà khả năng sao chép Moro đã hút được từ tên 73 thì không có gì là không thể sử dụng được cả, miễn là hắn đã chạm được vào gáy của Hit. Độ thành thạo và ảo ma của khả năng sao chép này còn khiến cho Moro có thể thích nghi ngay lập tức với chúng. Ví dụ rõ ràng nhất đó chính là bản năng vô cực của Merod. Dù cho time skip của Hit rất kén người sử dụng khi mà rất ít ai có thể học và thành thạo được nó, tuy nhiên bản năng vô cực lại còn làm kỹ thuật tối thượng, nó phải nằm trên kèo so với time skip, nên chuyện Moro có thể sử dụng được tuyệt kỹ của Hit chỉ sau một lần sao chép sức mạnh là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Câu 6, câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Quân Anh.
Tại sao các cao xin không tiêu diệt Freyza hay phong ấn hắn lại khi biết Freyza là mối nguy hiểm và đang cai trị vũ trụ ạ? Thực chất thì mối hiểm họa mà Freyza mang lại khác hoàn toàn so với Kid Buu. Nếu như Kid Buu mang dạ tâm muốn phá hủy mọi thứ trong vũ trụ thì Freyza lại khác. Tuy hắn cũng đã từng giết rất nhiều người hay phá hủy các hành tinh, nhưng nhìn chung thì hắn ta hướng bản thân là một kẻ cai trị hơn so với phá hoại. Trước khi bị đánh bại thì Freyza rõ ràng là một kẻ buôn bán hành tinh và có móc nối với các nhóm khác trong đa vũ trụ, điển hình là nhóm Heater. Với những gì mà Freyza làm tại vũ trụ 7 thì hắn ta có thể đã chết từ sớm nếu như xuất hiện ở một số vũ trụ có thứ hạng top đầu trong thang máy của Zeno. Đôi khi các Kaioshin ở vũ trụ 7 có những điều ước đi khiến cho vũ trụ của mình đi thẳng vào lòng đất. Dù cho sức mạnh của họ thừa khả năng để xử lý một tên như Freyza, xin ở Majin Buu Saga đã từng đề cập tới chuyện các Kaioshin có thể giết chết Freyza chỉ với một đòn. Thông thường thì các Kaioshin trên khắp đa vũ trụ rất ít khi can thiệp và ngăn chặn những kẻ xấu. Với đây không phải là việc của họ, việc của họ chỉ là sáng tạo và giúp cho vũ trụ sinh sôi và tốt hơn. Công việc hủy diệt thì đã có các Hakaioshin đảm nhận. Nhưng cũng sẽ những trường hợp đặc biệt, các Kaioshin phải đích thân ra tay để ngăn chặn hiểm họa, như cái lần của Kid Buu. Nói chung, việc mặc kệ Freyza tự tung tự tác trong suốt cả một khoảng thời gian dài như vậy đã là lỗi của Shin rồi. Thậm chí còn có phần của mèo gầy Perot nữa, không những không cay cú con thằn lằn này và cho nó đi bán muối ngay và luôn sau những gì nó đã làm, mèo gầy lại còn khá thích thú với hắn ta. Nhìn chung, cả Kaioshin và Hakaioshin của vũ trụ 7 chưa làm tốt công việc của họ đã được giao. Thứ hạng 11 trên 12 vũ trụ của vũ trụ 7 trước khi giải đấu sức mạnh được diễn ra đã thể hiện quá rõ điều này. Câu 7, câu hỏi số 7 tới từ bạn Nam Lê. Nếu trong vòng 1 tiếng đồng hồ không bị tách ra, liệu Vegito kết hợp với Uchago để nhận sát thương tăng sức mạnh, sau đó dùng Ultra Sting kết hợp với Kaioken gấp 20 lần để giải phóng sức mạnh ra đánh nhau với Perot thì ai sẽ thắng? Lưu ý, Vegito sử dụng cùng lúc 3 kỹ năng Uchago, Ultra Sting cùng với khoảng Kaioken gấp 20 lần. Câu hỏi này cũng tương tự với câu hỏi Gogeta Uchago Instinct ở tuần trước. Nói chung, trong câu hỏi của tuần này có sự khác biệt là hợp thể Vegito cùng với Kaioken gấp 20 lần. Nhưng theo như mình đã phân tích và chỉ ra ở câu hỏi tuần trước, thì Vegito ở trong dạng chè thập cẩm đủ loại này sẽ có thể đánh một trận ra trò với mèo gầy. Còn chuyện có ăn được ông ta hay không? Thì câu trả lời là không, từng đó là chưa đủ để so với Perot. Đấy là suy nghĩ của cá nhân mình, còn anh em thì sao? Câu 8. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Gigano Tosarot VN. Tại sao Zabasu chỉ ước có cơ thể bất tử mà khi dính Hakai của Goku thì vẫn hồi phục được ạ? Trong khi Hakai phá hủy cả linh hồn, nguyên do là bởi anh khỉ lúc này chưa thể thành thạo được Hakai. Phiên bản này chỉ là một phiên bản học lỏm, chứ không giống như Vegeta được chỉ tay sau này. Nó rất khác so với những gì mà Perot hay những vị thần khác thường dùng. Và Goku cũng đã thừa nhận tại chap 69 rằng bản thân đã làm mọi thứ rối tung lên sau khi cố sao chép nó. Một lưu ý nho nhỏ là Hakai theo như Perot có nói thì không thể tiêu diệt một người bất tử, và hợp thể Zamasu lại rất khác ở hai phiên bản anime và manga. Nếu như anime là bán bất tử thì tại manga, tên này đã được thừa hưởng sự bất tử nguyên vẹn từ chính tên gia xanh Zamasu trước đấy. Câu 9. Câu hỏi số 9 tới từ bạn Thị Liên Nguyễn. Thiên sứ Meno với thần rồng Zarama trong Anime World ai mạnh hơn? Điểm chung giữa Meno cùng với Zarama là hai kẻ đều có sức mạnh bón hành cho các vị thần và đều muốn đứng đầu. Nếu như Meno có thể đánh cho đàn em thơ của mình lên bờ xuống ruộng, thì Zarama lại là một kẻ chỉ cần nghe qua cái danh của hắn ta. Whis đã tự nhận bản thân không có cửa, nhưng trong câu hỏi này, theo mình nghĩ thì kẻ mạnh hơn vẫn sẽ là Zarama, kẻ trước đây từng là cánh tay phải của Omni King. Đấy còn là chưa kể, Zarama cùng với đám ác thần kia có một thứ mà các vị thần phải e ngại, nó có tên Dark Siphoning. Với nó, Zarama có thể khiến cho năng lượng cũng như sức mạnh của các vị thần tụt như tụt quần. Với tên khổng lồ đã hút lấy chúng, ngay cả Zeno sau khi đối đầu với Atron cũng phải khóc thét trước Dark Siphoning, thì một tên thiên sứ có tiềm năng như Meno sẽ không thể có cửa trước cánh tay phải của Omni King trước đây được. Câu 10, câu hỏi cuối cùng trong soi đáp ngày hôm nay tới từ bạn Nhật Hoàng Võ. One Piece với Blue Kaioken gấp 20 lần, cái nào vượt trội hơn anh nhỉ? Theo mình nghĩ là ngang đấy, thợ tóc xanh của anh khỉ tầm này cũng không phải làm cái gì đó quá mạnh nữa rồi. Ngay cả Ultra Instinct còn ăn hành dài dài, thì giờ đây, dạng Blue chỉ giống như dạng tóc vàng trước đây. Gohan là một Saiyan có tiềm năng cực lớn, nên một khi đã bút sức mạnh cho anh ta thì không thể cách biệt quá xa so với ông bố Goku được. Tuy chưa hề có một hệ quy chiếu nào để xác nhận, nhưng các fan vẫn cứ đồn đoán thôi. Theo mình đã nói quan điểm ở những số trước, thì dạo này mạnh hơn Blue, và trong câu hỏi này, với Blue Kaioken gấp 20 lần thì có thể xem là ngang kèo, chứ chưa mạnh tới mức sánh ngang được với Uchago và Ultra Instinct đâu. Và đó là 10 câu hỏi trong soi đáp thứ 69 này. Anh em thấy sao về 10 câu hỏi bên trên? Tất nhiên đó vẫn chỉ là những suy nghĩ cá nhân của người làm ra video này, còn anh em cũng sẽ có suy nghĩ riêng của anh em, hãy cho bọn mình biết ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay ở fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Nên mình sẽ ghi một phần mô tả. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Còn giờ đã tới lúc nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!